Các bạn, hiện tại thì Dori đang ở Ikeda và nơi đây là nơi sản xuất ra loại mì ăn liền đầu tiên trên toàn thế giới. Và mì ăn liền này được phát minh từ ông Ando. Loại mì này thì chỉ cần các bạn bỏ nguyên liệu như là hương vị và sau 5 phút với nước sôi thì các bạn có thể ăn được. Và giống như là mì ăn liền ở Việt Nam của chúng ta thì bây giờ chúng ta cùng khám phá ở bên trong để coi là museum này có những gì đặc biệt nha. Chúng ta đã xem xong lịch sử cũng như quá trình hình thành của cốc ramen. Và bây giờ thì Dori xin mời các bạn cùng tiến vào bên trong và chúng ta sẽ cùng thực hiện một cốc ramen ha. Thật ra thì Dori cũng không giỏi lắm về việc trang trí như thế nào nên là hy vọng thì cốc ramen cũng không quá tệ. Đã 10 phút trôi qua rồi nhưng mà Dori cũng không vẽ được gì hết. Và bạn của Dori thì vẽ được một hình rất là dễ thương. Đây là mặt của Dori. Và sau đó thì Dori không hiểu ra hình gì nữa. Anyway thì các bạn sẽ có một khoảng thời gian rất là vui khi mà các bạn có thể vẽ. Và đặc biệt là nếu mà các bạn có khiếu vẽ thì các bạn có thể lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm trên một cái chiếc cúp của mình rất là dễ thương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước qua công đoạn là bỏ mì vào và đóng hộp. Và chúng ta sẽ có một cái túi ni lông bao bên ngoài rất là đẹp và chúng ta có thể giữ làm kỷ niệm. Cùng đi nhé. Thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc chuyến đi tham quan bảo tàng về ramen. Và Dori có một số điều các bạn cần lưu ý, đó là ở đây chúng ta sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Bảo tàng ramen chỉ có ở Yokohama và ở Ikeda, và Ikeda là nơi đầu tiên sản sinh ra mì ramen. Và với hai điều lưu ý trên, hy vọng là các bạn sẽ có một chuyến đi thật là vui vẻ. Và video này sẽ là một video giúp cho các bạn có thể hình dung rõ hơn về cúp ramen cũng như là lịch sử quá trình hình thành của mì ăn liền. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.